Đấy, bật đi. Wow, mặc dù đã được 30 điểm đầu tiên. Wow, ngạc nhiên đấy. Wow, Su chơi nhiều rồi à? Yeah, được 30 điểm nào. Em chơi nhiều rồi à? Em chưa chơi làm nào. Quả thứ hai nào, cố lên. Quả thứ ba. Ui, quả này em định cho lên nóc nhà. Rổ thì không cho vào các em ạ. Đi lên nóc nhà. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có được đồ chơi mới. Đây là một trò đánh rổ. Đúng rồi, các em ơi, lần nào như bạn chú chị cũng là bóc trước cái lần này. Hai chị em đang giành nhau thì các em nhìn thấy. Ô, các em ơi, nhìn này, đây là cách hướng dẫn đấy. Để chúng mình cùng nhau chơi trò chơi này. Các em nhìn này, từ từ em. Để cho các bạn xem này, ban đầu chúng mình phải nắp các cái chân vào với nhau này. Các em này, bước 1 này, bước 2 này, xong đấy mình nắp cột này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có 5 bước để chúng ta mới có thể chơi được. Bây giờ chị và em sẽ cùng nhau bóc cho các bạn nhé. Xong chúng mình sẽ cùng nhau làm theo từng bước hướng dẫn nhé. Các em ơi, đây này, bộ đồ chơi của chúng ta này. Đây này. Đấy, cái này là cái mặt bóng này em này. Còn đây là cái khung rổ đấy. Bây giờ chị với bạn Sushi sẽ cùng nhau bóc nhé. Bạn Sushi của chúng ta sẽ bóc trước nhé. Bạn Sushi cũng bảo tranh bóc chứ, chả cho chị bóc bao giờ cả. Ôi, tu. Đây. Đấy, chị đã bảo rồi mà. Không biết thì để chị bóc cho đi. Phải giữ cái hướng dẫn này lại, chúng mình mới biết cách làm đấy. Các em ơi, bây giờ chị và bạn Sushi sẽ cùng nhau lắp nhé. Ôi, mấy quả bóng này để hết vào trong này. Bước 1 là đây đúng không? Đây đúng không? À đây, cái này các em ơi. Cái này là đầu tiên này, chúng ta sẽ phải có với cái cột. Đấy, chị đang nhìn trong hướng dẫn. Đây các em ơi, chúng mình sẽ cùng nhau. Đây là có cái lẫy này các em nhé, các em phải để ý đấy. Đấy, chị còn không lắp được, các bạn Sushi của chúng ta còn đòi lắp. Các em ơi, chúng mình đã được một cái cột bóng rổ rồi. Còn đây, cái tấm ở đằng sau của bóng rổ đấy. Đấy, các em nhìn này. Ồ, rất là khớp luôn. Đấy, chúng mình chỉ việc đưa vào thôi. Đây nữa để em bật. Chắc cực các em ạ. Cái gì đấy chị? Tự nhiên đây chị đang lắp. Rồi, các em ơi, đúng là chúng ta đang chơi bóng rổ chưa các em? Các em nhìn này. Đúng là một cái cột bóng rổ đấy. Ngày xưa chị nhớ là thời ngày đi học, chị chơi bóng rổ cũng rất là giỏi đấy. Không biết hôm nay chị còn chơi được không nhé. Thì em, các em ơi, đây là một cái vòng ở bóng rổ này như này đúng không? À, các em ơi, trò chơi là rất thú vị nhá. Chúng mình sẽ có hai cách chơi. Ban đầu chúng ta sẽ chơi bằng cái này các em ạ. Xuôi đổ bóng vào đây cho chị. Chúng ta sẽ chơi bằng cái khay này. Chúng ta sẽ đắp cái khay này vào đây. Làm sao chúng ta sẽ phải đưa tất cả những quả bóng vào đây. Ở đây là thang 30 điểm, đây là thang 100 điểm và đây là thang 50 điểm đấy. Chơi và chúng ta sẽ cộng điểm với nhau. Còn các em ơi, cách chơi thứ hai là chúng ta sẽ có cái vòng này. Và chúng ta cũng sẽ lắp vào đây. Và chúng ta sẽ ném bóng vào rổ. Ai ném được nhiều vào rổ thì là người ấy là người chiến thắng. Su, thấy sao? Có dám chơi với chị không? Dám chơi không? Sẽ là như nào nhỉ? Các em ơi, bây giờ bọn chị sẽ chơi vào rổ này trước nhá. Chị sẽ lắp cái này vào trước này. Ở đây chúng mình có bao nhiêu quả bóng như bạn Su nhỉ? Su đếm thử xem có bao nhiêu quả bóng. Đúng rồi, các em ở đây có 9 quả bóng và tương đương với 9 cái ô này. Đấy, và xem 9 quả bóng này chị với bạn Su sẽ chơi được bao nhiêu người và được bao nhiêu điểm nhé. Bây giờ chị sẽ nắp vào đây các em này. Chị sẽ cố gắng vào điểm nào. Đấy, các em thấy chưa? Không giống như bóng rổ mà bình thường mình chơi mình sẽ ném đâu. Mà đây nó sẽ có một cái bật này các em ấy, giúp để chúng ta bật vào. Cái này mới phụ thuộc là ai sẽ là người khéo léo và ai sẽ là người chơi nhiều nhất. Bây giờ có 8 quả, à có 9 quả, mỗi người chơi 4 quả đi em. Được. 2, 4. Rồi, 2, 4, có một quả này chị sẽ bỏ ra ngoài. Bây giờ chị sẽ chuyển sang bên này cho bạn Su chơi trước nhé. Này. Rồi. Đây, bạn Su sẽ cho vào đây nhé. Các em ơi, một tay bạn Su phải giữ chứ. Đúng rồi. Được rồi, để chị giữ cho. Đây. Đấy, bật đi. Wow, bạn Su đã được 30 điểm đầu tiên. Wow, ngạc nhiên đấy. Wow, Su chơi nhiều rồi à? Yeah, được 30 điểm nào. Em chơi nhiều rồi à? Em chưa chơi làm nào. Ôi, thế sao mà sao em siêu vậy, cho phát được quả 30 điểm luôn rồi. Quả thứ hai. Wow, quả thứ hai của bạn Du của chúng ta đã bị bay đi rồi các em ơi. Nào, quả thứ ba. Phải nhẹ nhàng thôi, chị thấy vừa em nhẹ thì mới được cái chứ đúng không? Không được. 3 quả. Rồi, quả thứ tư nào. 4 quả. 4 quả. Wow, các em ơi, bạn Du của chúng ta chỉ được có một lần thôi các em ạ. Bây giờ, để chị nhặt quả bóng nhé. Bây giờ sẽ đến lượt chị.
Bây giờ chị sẽ chuyển bên này sang bên này cho chị thuận tay. Đấy, bạn Su đã được 30 điểm rồi đúng không? Chị chắc chắn sẽ hơn luôn. Nhìn chị như này. Quả đầu tiên. Quả đầu tiên không sao, quả đầu tiên mình mới là chơi thử thôi đúng không? Quả thứ hai chắc chắn sẽ vào. Quả thứ hai cũng không sao, quả thứ hai đấy là mình chưa quen tay các em nhỉ? Quả này chắc chắn chị sẽ vào. Chẳng lẽ chị lại không vào? Ui, chị vào, không vào. Quả cuối cùng, cố lên, trời ơi, vào đi. 100 điểm, 100 điểm, chỉ cần vào 100 điểm là chúng ta sẽ thắng. Thắng bạn xuống, 100 điểm, 100 điểm. Các em ơi, sau 4 lần chị không được quả nào, phải là bạn Su là người chiến thắng. Bạn đấy đã chơi được 30 điểm, một quả là 30 điểm. Chị thấy trò này cũng khá là khó đấy. Bây giờ chúng mình thử xem là anh quay của mình sẽ được mấy quả nhá. Anh quay ơi, cho anh quay 4 quả đi. Em sẽ để đây và anh quay sẽ quay nhá. Đấy, okay. Anh sẽ 4 quả. Xem anh quay có hơn được chúng ta không nào con trai nhá. Xem có chơi bóng rổ giỏi hơn chúng mình nhá. Chúng mình phải để như này. Đúng rồi, nào. Đây đây, chị sẽ giữ cho anh quay. Em có giữ cái này luôn. Hai chị em mình hỗ trợ chắc chắn là anh sẽ bắt không nhỉ? Wow, quả đầu tiên anh cũng giống chị, chưa quen tay. Wow, quả thứ hai anh ấy định bắn vào mặt chị rồi. Quả thứ ba, cố lên anh. Quả cuối cùng nào? Vào rồi, vào rồi. Wow, không hổ danh là anh quay của chúng ta luôn các em ơi. Ghi được quả 100 điểm luôn. Su ơi, anh ấy được 100 điểm đấy, Su chỉ được có 30 điểm. Chị không điểm nào, hơi buồn một chút. Bây giờ chúng ta nên thế nào đấy? Bây giờ thì mỗi người cho một quả thôi, được không? Đây, chị sẽ để đây. Một quả. Được, chị sẽ là người bật trước. Lần này chị bật trước. Làm một điểm hay sao? Chị phải nhắm tốt thật. Lần này chị sẽ đứng cạnh anh quay luôn, 100 điểm. Hơi buồn, chị lại không được rồi các em. Lên em. Bạn Su cũng tí được em. Thôi, chơi trò này khó lắm. Bây giờ chị đổi ý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi vòng tròn như này cho dễ đi. Nào đấy, út tú tú vậy em. Đúng rồi, bây giờ chị sẽ bỏ cái này ra, chị không chơi cái này nữa. Chị chơi vòng tròn. Ngày xưa chị học quá, chị chỉ chơi cái vòng tròn này giỏi thôi. Chị chưa chơi cái này bao giờ. Đến lần này chị chắc chắn sẽ thắng. Bạn Su đúng là đây chị ấy cho, em không ấy được đâu. Đây nhá các em ơi, chúng mình cũng lại đưa vào cái khớp này thôi các em này. Đấy. Em chưa. Được, ok. Bây giờ chị để đây, mỗi người 4 quả đúng không? Đấy. Ôi trời ơi, rồi quá. Đấy. Các em ơi, bây giờ chơi này xem ai là người thắng cuộc nhá. Chị đảm bảo trò này chắc chắn chị thắng luôn. Chị sẽ giữ cho. À đưa chị giữ cái đấy cho, bỏ tay ra. Đấy. Rồi. Sợi quả đầu bạn Su đã không ăn thua. Quả thứ hai nào, cố lên. Quả thứ ba. Ui, quả này em bị cho lên nóc nhà. Rổ thì không cho vào các em ạ. Đi lên nóc nhà. Em hả? Nào, tập trung chuyên môn đi. Quả này không vào nữa này, em thua đấy. Đừng đùa. Cứ giật nhắm, ngắm đi xem cho nó có chuẩn không. Em cứ đọc bạn này mà cười. Người bạn thiếu như bạn không bao giờ thắng được đấy, thấy chưa? Nhìn chị thế này cưng. Bóng rổ là nghề của chị, 4 quả đúng không? Chị đẹp vào đây. Nhìn chị mà học tập nhá. Không phải quả này lâu lâu rồi chưa chơi. Quả cuối cùng không được, nó cười vào mặt mình. Trời ơi, hôm nay em sao chị toàn nó phi nó ra trong mặt. Quả cuối cùng là của chị. Ai lại dài chứ. Thôi, gần như thế chị xấu hổ lắm. Chị lại còn kém cả siêu nhân. Yes. Bây giờ thử anh quay đi, anh quay xem anh quay liệu có chơi được không. Bùng. Xem anh quay có thắng được không. Đây, cho anh quay 4 quả giống hai chị em nhá. Nào, để em giữ cho. Giữ hỗ trợ. Su đây, để cho chị giữ cái này cho. Đây đây, Su giữ cái này, đúng rồi. Đấy, các em ạ. Riêng anh quay nhá, chơi trò này nhá. Hải hẳn hai người đẹp đúng không? Đứng ra một người giữ, còn một người thì giữ cột. Trời, trò này chắc chị của chị là giỏi thôi các em ạ. Úi giời, anh quay thì lại quay, à lại bắn quá thấp. Một quả thì lại quá cao, định chơi vào chán bạn siêu nhân. Anh xuống gì? Yeah. Các em ơi,
vậy là trò cho vào vòng này nhất, chị đã là người thắng cuộc đấy em. Còn phần trước thì là anh quay đúng không? Đây anh đây quay đây. Em chẳng biết bảo sao anh quay đó. Sao anh đi chơi nóc nhà? À đúng rồi đấy, anh quay cũng giống bạn Xu, chỉ thích cho lại nóc nhà thôi. Vậy là chị là người thắng đấy, chị em... đã bảo rồi mà. Ngày xưa chị chơi trò này giỏi lắm. Cơ mà em chơi lên nhóc lá, nóc nhà nhá. Đây, cho bạn siêu nhân bắn thử quả nữa. Xem cái này quán thua gì không, phát cuối cùng. Ui xưa, bạn ấy lại cho lên nóc nhà rồi em. Xu ơi, Xu, Xu thấy trò này chơi thế nào? Buồn cười quá chị. Bạn Nhiên, Xu ơi, Xu nói cảm giác cho các bạn đi. Rất là vui các bạn ạ, buồn cười lắm luôn. Ở cái em có trò chơi này vui nhá. Đấy, các em thấy không? Mà cái này chơi cũng phải cần khéo léo đúng không? Nếu mà mình bắn mạnh quá cũng không vào này đúng không? Bắn nhẹ quá thì thôi, giống như anh quay đấy, bắn nhẹ toàn ở dưới. Bạn Xu của chúng ta khỏe quá, bắn vụt lên trên. Chị bắn thì cũng bị lên trên nhưng mà cuối cùng chị vẫn vào, vậy chị không phải chị. Em bắn vào rồi, em bắn trên nóc nhà. Các em thấy không? Và siêu nhân của chúng ta chỉ bắn lên cao là giỏi thôi. Thôi siêu nhân ơi, em thích bắn lên trên nóc nhà đấy, nóc nhà đấy. Thôi Xu xin chào các bạn đi, rồi chúng mình cùng nhau chơi tiếp. Sao anh quay thích làm cái này là bò cái nhở? Đâu đâu, dậy đi. Các em thấy không? Chơi hôm nay vui quá, cười ngặt nghẹo ra luôn đấy. Mặc dù thua nhưng mà vẫn sướng vậy đấy. Em buồn ngủ quá. Nào, tôi chào tất cả các bạn đi em. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem bộ mình sát cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn hẹn một cái này ở ngoài mình nhá. Một trò này về chơi thú vị lắm các em ạ. Em xin bỏ bóng nữa.